cho mọi người, người cùng cắm hoa với mình nhé. Đi về chứ mồi gì? Chứ hai lá để câu đi. Thử lấy vào cái này coi.
Mình đã hoàn thành xong cái bình hoa này. Thứ nhất mọi người, cảm ơn mọi người đã đón xem video này của mình.